Lần đầu tiên sau 17 năm, đội tuyển Olympic Việt Nam bị loại ở vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19. Nhưng đây là thất bại đã nằm trong dự tính khi thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn dự giải với đội hình rất trẻ. Thử nghiệm, phát hiện nhân tố mới và bồi dưỡng cho đội tuyển quốc gia, đó là những tiêu chí hàng đầu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đặt ra cho đội Olympic Việt Nam. Ở sân chơi mà các đội được phép gọi cầu thủ dưới 24 tuổi và bổ sung thêm 3 thành viên quá tuổi, việc Olympic Việt Nam dự giải với 16 cầu thủ U20, trong đó có 3 cầu thủ mới 18 tuổi và sở hữu lực lượng trẻ nhất giải, độ tuổi trung bình 20,2, đã cho thấy thành tích không phải ưu tiên hàng đầu. Ông Hoàng Anh Tuấn muốn mở cánh cửa ra biển lớn cho những cái tên trẻ măng, thậm chí còn chưa có chỗ đứng ở câu lạc bộ như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Đức Anh. Do số lượng giải trẻ có hạn, việc tạo cơ hội công bằng cho mọi cầu thủ, dù là những cái tên kém tiếng và non kinh nghiệm nhất, là bước đi nhằm hy sinh mục tiêu trước mắt để củng cố kế hoạch đường dài. Trên góc nhìn này, thất bại của Olympic Việt Nam ở ASEAN 19 sẽ dễ được bao dung hơn. Ở sân chơi trẻ, các cầu thủ có quyền sai lầm. Vấn đề là qua từng khúc cua khó khăn, ban huấn luyện sàng lọc được tiềm năng của từng cá nhân dựa trên nỗ lực vượt khó, tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên để đưa những viên ngọc thô lên cấp độ cao hơn. Còn với cầu thủ trẻ, những trận đấu với Ả Rập Xê Út, Iran là trải nghiệm quý. Thua để biết mình đứng ở đâu, định vị lại năng lực bản thân và có thêm động lực cố gắng. Cầu thủ trẻ Việt Nam nói riêng và bóng đá trẻ Việt Nam nói chung cần những cú ngã để hoàn thiện, thay vì chờ đợi ở vinh quang xưa cũ của một vài thế hệ. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đánh giá, VFF đã quan tâm, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu ở sân chơi lớn, đây là tín hiệu tích cực. Olympic Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Cầu thủ sẽ có thêm trải nghiệm, học hỏi. Nhưng khi VFF đã có chiến lược cho bóng đá trẻ, vấn đề là phải có giải pháp đồng bộ để tạo hiệu quả cao, tính toán lộ trình phù hợp cho từng lứa. Tôi cho rằng, dù bị loại sớm ở ASEAN 19 nhưng hành trình của Olympic Việt Nam chưa dừng lại, vẫn còn tương lai sáng phía trước. Bóng đá châu Á đang thay đổi nhanh với sự vươn lên của nhiều cái tên mới, trong đó có Việt Nam. Dù vậy, nhóm ưu tú với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út vẫn tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại về trình độ kỹ chiến thuật của cầu thủ, đẳng cấp câu lạc bộ, chất lượng đào tạo trẻ và năng lực giải vô địch quốc gia. Mà thành tích của đội tuyển chỉ là phần ngọn, tức là kết quả từ khác biệt của hàng loạt yếu tố nói trên. Bóng đá Việt Nam cần nâng cao nền bóng, đơn cử như khía cạnh tạo thêm sân chơi cho cầu thủ trẻ để đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn nhân sự. Bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao, đòi hỏi các măng non cần trưởng thành để dần thay thế vai trò đàn anh. Sau ASEAN 19, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào vòng loại World Cup 2026, giải đấu mà ông Philippe Chusier khẳng định đã chuẩn bị sẵn 100 cầu thủ, trong đó có 80 cầu thủ có thể cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia. Vào tháng 10 tới, sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển Việt Nam, trong đó có những cái tên đã chơi tại ASEAN 19. Bài học được đúc rút từ thành công hay thất bại đều giá trị. Các cầu thủ cần nhanh chóng lấy bàn đạp hôm nay để trưởng thành hơn. Hôm qua, 25 tháng 9, VFF chính thức thông báo về những trận đấu giao hữu quốc tế quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFA, đội tuyển Việt Nam, hạng 95 thế giới, sẽ đá 2 trận giao hữu tại Trung Quốc trong dịp FIFA Day tháng 10, lần lượt gặp đội Trung Quốc, hạng 80 thế giới, ngày 10 tháng 10, gặp đội Uzbekistan, hạng 75 thế giới, ngày 13 tháng 10. Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức 2 trận giao hữu này sẽ được CFA thông báo sau. Ngoài ra, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc, hạng 26 thế giới, ngày 17 tháng 10 cũng được ấn định sẽ tổ chức trên sân Suwon World Cup, Suwon, Hàn Quốc, lúc 18 giờ.